Nè chị em đi đâu đó, theo tôi, tôi dắt đi xem một cái loại trái mà không phải ai cũng biết đâu nha. Let's go. Ở đây bao nhiêu bạn biết cái cây này, chứ còn mình đó hả, ngày tôi còn bé xíu xiu thì tôi đã quá quen mặt với nó rồi. Hồi mình còn nhỏ, ba mình đi soi cá để kiếm tiền sinh nhai cho cả gia đình. Các bạn biết đó, cái nghề soi cá thì kiếm đồng 1, đồng 2 thôi, nhưng mà rất là cực luôn. Mỗi đêm á, ba đi soi thì sáng thế nào ba cũng sẽ hái vài trái này về. Nó có tác dụng trị đau nhức rất là hay. Bạn có thể ăn sống nè, hoặc là ngâm rượu hay là ngâm đường phèn. Trị đau nhức xương khớp thì hơi bị good job luôn á. Nó là một trong những bài thuốc dân gian mà người ta thường gọi trái này là trái nhào. Không biết ở quê các bạn gọi là trái gì ha, chứ chỗ tôi thì gọi là trái nhào. Mà tôi cũng không biết tại sao nó gọi là trái nhào ta. Không lẽ là một cần xong rồi cái mình hái nó, cái mình nhào đầu mình té ở cái lúc tôi hái nó nha mấy bà. Tôi mém nhào đầu tôi té mấy lượt. Trái này thì nó chín rồi nè cả nhà, nó mềm rồi các bạn thấy không. Mình bẻ ra cho các bạn xem nha. Ở bên trong nó rất là nhiều hột luôn. Các bạn chỉ thấy hột thôi và mình ăn thì mình sẽ nhai luôn. Cái này mà mình ăn sống như thế này thì thường là đó giờ mình sang với muối trắng. Cái mùi đó với mình thì nó rất là thơm. Nó tựa giống như sầu riêng với trái quách vậy mọi người. Là ai mà thích thì thấy nó rất thơm, còn ai mà không hợp thì sẽ thấy nó thúi. Nhưng mà mình thì thấy nó rất thơm. Chắc là mình hủy quen. Bây giờ mình chấm với một miếng muối ha. Nó có khá là nhiều hợp. Và khi mà mình ăn vào á, có cái vị mặn của muối rồi. Nhưng mà nó có một cái gọi là giống như hơi ga nhẹ vậy mọi người. Nó sẽ làm chúng ta hơi tê nhẹ vậy đó. Không biết diễn tả đúng không ta. Nó không hề có cái vị ngọt hay là vị chua hay là vị đắng gì hết. Nó có một cái vị lạc lạc rất là lạ. Nhưng mà nó giống như là nó có một cái men á mọi người. Nhưng mà các bạn nhai kỹ thì các bạn sẽ thấy có vị ngọt nhẹ. Hôm nay thì mình sẽ làm nhào ngâm đường phèn. Để khoảng 2 tuần thì các bạn lấy cái nước ra uống, trị đau lưng nhức mỏi rất là hay luôn á cả nhà. Hoặc là các bạn có thể sắc lát phơi khô sau đó ngâm với rượu nha. Nếu mà sắc lát phơi khô thì phải là trái nó còn xanh nha mọi người, hoặc là trái nó chưa chín mềm nha. Còn mà cái này đó thì mình sẽ ngâm với đường phèn thì trái chín mềm hoặc là trái gần chín như thế này là ok. Nhào thì có rất là nhiều công dụng, nhưng riêng cái công dụng trị đau nhức thì nó là good job nha cả nhà. Mình đã có được một cái bình như thế này rồi, chỉ cần đợi 2 tuần sau khi nó ra nước là mình uống được rồi.